Đây anh em mình có thấy làm sao đâu, đây nhá. Đây nhìn này, quay này.
xem bình thường ấy, có thấy sao đâu. Đây là Lê Đức Thuận. Lần này Lê Đức Thuận đã bỏ nhỏ thành công 5 đều. Chúc anh em chia sẻ với thầy nữa anh em ơi. Vậy là điểm số dành cho mọi người hãy like và chia sẻ giúp mình nha anh em ơi. Đây là Xuân Đức 7 năm. Tấn công của Xuân Đức đang cực kỳ hiệu quả. Thank you.
vẫn đeo từng điểm số một. Sau này lại không xem được mọi người điện thoại của mọi người. Để mình bật cái lọc ồn lên cho mọi người nhá mọi người. Nhưng mà nếu mà bật lọc ồn thì sẽ nghe tiếng bóng hơi khó đấy. Để mình bật lọc ồn thử nhá. Pha tấn công của Xuân Đức. Vân bỏ. Bỏ không? Là Thanh Tú, Lê Đức Khoan, đây là bỏ. Trọng tài xác định. Mình bật lọc ồn anh em nhá. Mình bật lọc ồn nhá. Điểm số bây giờ đang là 12-11. Nên là anh em không nghe được tiếng anh tiếng bóng thì anh em không cảm được mọi người nhá. Một là nghe ồn, hai là nghe tiếng bóng. Đây cũng một rồi. Điểm 3-11. Ok hơn nha anh em. AD xuống rút dây loa của ban tổ chức đi. Anh em ra giúp hộ mình thì tốt. Để ồn à, ok để ồn. Hình như tôi chiều các em quá nên các em đúng nhưng mà ba tấn đó là một tấn công tốt của Lê Đức Thuận. 14-12 thôi anh em chịu khó nhá anh em ơi. Nguyễn Xuân Đức 15-12 dành cho Đồng Lô. Giải đánh 2 ngày anh em ơi. Nhà thi đấu này những cái hộp ấy anh em ạ, anh em không cảm ổn lắm anh em ạ. Rồi.
Anh em ơi, có cột giới hạn nha mọi người nhá. Đây này mọi người nhìn này. Cái cột giới hạn là nó vừa zin với cả cái mép tường này này. Đấy, anh em thấy không? Nên là anh em nhìn như kiểu không có cột giới hạn đúng không? Đây. Đấy, anh em thấy không này? Đấy, nó vừa zin với cả cái mép tường này. Nó hợp hay thật đấy anh em ạ. Nó quá hợp luôn. Nên là mọi người không nhìn thấy luôn đấy. Công nhận là mình ở góc này, mình nếu mà mình nhìn theo hướng của điện thoại là cũng không nhìn thấy luôn. Anh em thấy không, đúng không? Này nó zin, nó vào với cái mép tường này nên không nhìn thấy được. Điểm số bây giờ đang là 18-13 nhưng người đông đô. Công nhận đúng không? Ê, anh Bèng ơi, anh nhìn thấy như kiểu không có cột giới hạn không? Đúng thật đấy. Nó xin nét với cả cái mép tường. Vẫn có anten anh em ạ. Có cột giới hạn nhưng mà mọi người sẽ không nhìn thấy. Bởi vì là cái cột này, nó xin này, đấy, thấy không? Nó mỏng quá anh em ạ. Đúng rồi, trùng với mép tường anh em ạ. Anh ơi, cho em nhờ tí. Cơ hội được trao dành cho Thanh Tùng. Lại là một tình huống của Thanh Tùng, 14-18. Vẫn còn. Đúng rồi mọi người ạ, à, sân này nhiều vạch quá anh em ạ. Đây là bỏ và tấn công thôi. 16-19. Như vậy sân đấu ngoài kia không biết đội nào thắng không. Rồi. Có.
Dương vẫn đang thi đấu cực kỳ hiệu quả. Nhà thi đấu đang cực chật kín rồi. Giải này không có Thái Nguyên. Đó là điểm số thành công của Thái Hà Nội. Thái Thank you.
dành cho Minh Đức 1-0. Được một tốt rồi. Đây sẽ là Xuân Đức. Tấn công tốt của Nguyễn Xuân Đức. Và đây sẽ là những pha phạt bóng tấn công. Điểm số 3-4. Đây là Thanh Tô. Mất bóng luôn rồi. Mất bóng rồi. Của Lê Đức Thuận.
Xuân Đức. Một nút like, một nút đăng ký kênh
và những lúc chia sẻ ở Facebook anh em nhé. Đây là quả rất hay. Và phát bóng của Ngọc Hồng. Đội một tốt rồi. Xuân Đức vẫn là một pha tấn công tốt của Nguyễn Xuân Đức rồi. Và tấn công tuyệt vời. Xuân Đức phát bóng. Đây sẽ là pha tấn công của Xuân Đức. Chuyển hai tấn công phát bóng. Gãy bước một rồi. Thành Tổ. Thế nào là bàn tấn công tốt của Thành Tổ. 13-11. Rồi anh em ạ, 100% là Đồng Lỗ đã vào vòng trong rồi.
nhưng mà họ sẽ cán đích ở vị trí thứ nhất hay thứ nhì thôi. Đây là Lê Đức Quang, cháu đi ăn đủ quá, cháu đi ăn đủ quá.
trùng xuống đáng kinh ngạc. 23-18. Hai mươi hai tử.